ngày 10 tháng 1, Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận vừa phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn bắt hai thanh niên vì có hành vi cho vay nặng lãi. Ngoài ra, hai người này còn được xác định chụp ảnh người vay để tung lên mạng xã hội khi đòi nợ. Hai người này gồm Phạm Thành Văn 30 tuổi và Võ Văn Nghiệp 32 tuổi, cùng chú thị xã Ba Đồn. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, trong 2 năm vừa qua, Văn và Nghiệp đã cho trên 60 người vay tiền với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng. Đáng chú ý, mức lãi suất mà hai người này cho vay cao nhất lên đến 365% năm. Cơ quan công an cũng xác định hai người này luôn chụp ảnh người đến vay để đưa lên mạng xã hội khi đến hạn đòi nợ để gây sức ép. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai người này, lực lượng công an đã thu giữ trên 100 hợp đồng vay mượn tiền cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Hiện cả Văn và Nghiệp đều đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.